Hôm nay trở lại câu chuyện cuộc sống giả dối và con người nguy hiểm. Tuy xưa cũ và từng nói nhiều, nhưng lặp lại lần nữa kể cũng không thừa. Nhất là trong thời gian gần đây, có quá nhiều chuyện đau lòng xảy ra trong xã hội của chúng ta. Còn cái nghĩa thông thái thì thật ra nó lớn hơn nhiều. Chữ nghĩa tôi dùng ở đây chỉ là đùa vui, chứ không ẩn ý gì nhé các bạn. Trước khi đi sâu vào vấn đề, tôi xin kể một câu chuyện nho nhỏ, coi như để tạo bầu không khí thoải mái cho các bạn. Một bữa mới đây thôi, tôi có nhu cầu xuống đất mua thực phẩm. Sau khi xong việc, tôi quay về với hai tay lủng lẳng, hai túi xốp đầy nhóc thực phẩm. Khi vô thang máy để trở lên nhà, lúc định bấm số tầng thì có một cậu trai sốt sắng lên tiếng: "Tầng mấy vậy anh? Em bấm cho." "Ồ, tầng 24. Chú cảm ơn nha." Nhưng chàng trai suýt làm tôi té ngửa khi phản đối bằng một giọng nói êm ái, yếu điệu, hết biết. Nhiều tuổi mà xưng tới bằng chú vậy không biết nữa à. Tôi ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn cho kỹ. Một chàng trai trẻ, chắc chỉ khoảng trên dưới 30. Thân hình tập gym, đô con, vạm vỡ. Mặt mũi điển trai, tóc tai chải chuốt, cứ y như diễn viên Hàn Quốc. Và nhất là làn da trắng bóc như con gái. Có lẽ còn hơn cả mấy bà mấy cô có mặt trong này nữa đó. Ai cũng quay lại nhìn tôi và nhe răng cười với vẻ thông cảm vì cái sự ngố tàu của tôi. Tôi chỉ biết cười trừ, vì thiệt tình cũng không biết ứng xử sao cho phải. Nhưng cái anh chàng đẹp trai này lại lên tiếng: "Bộ ở một mình hả anh? Đi chợ cực quá hen." Cực chẳng đã, tôi đành phải trả lời: "Ồ, cảm ơn, chú quen rồi." Tới tầng 8 thì anh chàng bước ra, còn nhìn tôi cười mím chi, vẫy tay bye bye rất lịch sự. Lúc này mấy bà mấy cô mới nhao nhao bàn tán: "Bảnh tỏn vậy mà ghê, uổng quá à. Mà nè, thằng nhóc này nó khoái chú rồi đó nghe." Trời, buổi gì không biết nữa, chắc đàn ông sắp tuyệt chủng tới nơi rồi. Hình như nó mới tới ở thì phải ha. Có lẽ là vậy, vì đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy trong chung cư. Tôi lên tiếng bên vực: "Nhưng cậu ấy dễ thương mà." Nói xong tôi nhìn lên, mấy cặp mắt tò mò ấy nhìn lại tôi, lần này lộ vẻ ngạc nhiên đầy lạ lẫm. Chợt tôi nghĩ bụng: "Chết mẹ, hay là mấy bà này đang nghĩ tôi cùng hệ với cậu ta vì đã lên tiếng bênh vực rồi nhỉ?" Thiệt là hết biết. "Ừ mà sao kỳ nha, cứ lâu lâu thì tôi bị mấy em thuộc thế giới thứ ba tiếp cận hoài vậy không biết nữa. Nhất là ngày xưa, ít ra là cũng tới 3-4 lần gì đó." Mặc dù tôi thẳng băng à nghe: "Sorry mấy anh em LGBT nha, tôi thực sự không có ý gì hết á." Thật ra đây chỉ là một câu chuyện nhỏ thú vị để thấy cuộc sống có nhiều màu sắc sinh động, đáng yêu hơn mà thôi. Nhưng bên cạnh đó, tôi muốn đề cập đến một sắc thái khác mang tính chất tiêu cực, đáng lo ngại trong đời sống của chúng ta hiện nay. Đó là sự biến chất âm thầm của thế giới quanh ta. Một sự đổi thay mà người bình thường chỉ lâu lâu đột nhiên mới thấy. Sự đổi thay ấy biểu hiện qua hình thức có thể mô tả bằng hai từ nôm na. Đó là sự khó sống. Phải, chỉ đơn giản là hai từ khó sống. Khó sống vì ngày nay bạn không còn dễ sống như xưa. Bạn không thể hồn nhiên vô tư tin vào con người nữa, dù ngay trong lúc đang ở giữa đồng loại, hoặc thậm chí là cùng chung một giống nòi. Nhất là họ cũng có thể là thù địch, hay nếu xui xẻo thì còn là tội phạm tiềm ẩn. Chuyện này không thể biết được. Trong trường hợp tệ hại,
chúng là kẻ săn mồi, còn bạn là con mồi. Đơn giản chỉ có thế. Thời nay, làm sao dám đi lân tân một mình trong đêm trên đường vắng? Đố dám, alo, alo, khi đứng trên lề đường. Có vàng bạc thì cất kỹ, chứ bố bảo cũng chẳng dám đeo để chạy xe ngờ ngờ giữa thanh thiên bạch nhật. Nói chung, lúc nào cũng phải đề phòng với cảnh giác. Muốn yên ổn thì đừng có khoe mẽ, xe xua. Nếu không mất mạng thì cũng mất tiền hay mang thương tật. Kể các bạn nghe, trong mấy ngày Tết vừa qua, tôi rất hồi hộp theo dõi sự biến mất đột ngột của hai cô gái còn rất trẻ. Ngày nào cũng thế, tôi liên tục tìm kiếm thông tin trên báo để xem hai bạn này đã trở về nhà an toàn chưa. Với hy vọng rằng do các bạn ấy ham vui, gặp gỡ bạn bè nên cố ý im lặng, dối gạt gia đình. Chẳng thà là như thế. Nhưng rồi, điều hy vọng mong manh đó đã không xảy ra. Ngay lần đầu đọc tin tức và biết tới vụ án này, qua các mô tả chi tiết khá đặc trưng của báo chí, tôi đã thấy tim mình thắt lại vì dự cảm không lành. Cả hai cô gái đều có chung các đặc điểm là còn rất trẻ, từ 21 đến 25 tuổi, diện mạo xinh đẹp, và khi mất tích đều không có bất cứ người thân nào bên cạnh. Tôi không muốn kể thêm về hai vụ án này vì sẽ làm đau lòng gia đình và người thân của hai bạn. Cầu mong cho linh hồn của họ siêu thoát. Tôi chỉ muốn qua chuyện này để đề cập đến vấn đề an toàn của nữ giới trong tình hình xã hội hiện nay. Cũng nên biết rằng, ngoài hai vụ nói trên, từ đầu năm đến giờ có khá nhiều thảm án đã xảy ra, mà trong đó nạn nhân là nữ giới gần như chiếm đa số. Nếu các bạn không đồng ý kiến thì cũng xin đừng chỉ trích. Chủ quan, tôi thấy đa số nữ giới đều có chung đặc điểm là non lòng, nhẹ dạ, dễ tin người. Thể chất của các bạn nữ vốn yếu đuối, chân yếu tay mềm, dễ dàng bị khống chế, khuất phục, không có khả năng tự vệ, phản kháng. Nói chung là rất yếu kém về kỹ năng sống, nên các bạn dễ dàng bị xâm hại. Để đề phòng, xin các bạn gái hãy nhớ kỹ câu châm ngôn này. Đừng tin bất cứ ai, kể cả người tình của mình, nếu cả hai đang có vấn đề về tình cảm. Nói thế nghĩa là sao? Các vấn đề tình cảm thì bao gồm sự ghen tuông, khả năng chia tay, các tranh chấp tiền bạc, vật chất nào đó. Khi đàn ông cuồng ghen, họ có thể trở thành quỷ dữ, mất hết nhân tính và tàn nhẫn vô cùng. Đừng để mất mạng vì thiếu hiểu biết. Đừng vô ý trở thành nỗi đau cho người thân, gia đình của mình. Ngoài ra, để đề phòng bị xâm hại, các bạn nữ nên biết một điều. Rất nhiều loài dã thú tội phạm đang lang thang, lẩn khuất ở đâu đó ngoài kia. Chúng giấu mặt, lẩn tránh, rất tinh vi. Chỉ xuất đầu lộ diện khi đánh hơi thấy có mồi ngon xuất hiện. Loài thú đổi lúc người này, khi đã động dục thì đâu còn nhân tính. Bạn vô tư, tin người thì lỗi trước tiên là ở chính bạn. Hãy sáng suốt khi yêu, đừng mù quáng tin người. Hãy thông thái khi nhận xét, phán đoán tình huống. Như thế mới là người khôn ngoan và có bản lĩnh. Nhưng đâu chỉ có đề phòng người lạ, mà ngay cả cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em cũng có trường hợp chẳng thể tin nhau tuyệt đối. Cùng chung nhà nhưng vẫn đồng sàng dị mộng. Cùng chung máu mủ nhưng vẫn đấu đá tranh giành. Người ta làm đủ trò để sang đoạt, loại bỏ nhau về quyền sở hữu. Và lắm người tự động bỏ cuộc vì không thể chịu đựng nổi sự đau đớn tổn thương. Nhìn đâu cũng thấy giả trá, lừa đảo,
và phản bội. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể biến thành nạn nhân cho một thứ hiểm họa nào đó. Thế giới ngày càng đông đúc, chật chội, mà bây giờ lại còn rất bất an. Nếu không bảo rằng khó sống thì phải nói là gì? Người ta nói trong mặt mà bắt hình dong. Có phải là thời nay người ta dễ chết vì những lời đường mật của các nhân vật đạo mạo và hết sức sang trọng hay không? Có bao nhiêu người khờ khạo, ít hiểu biết phải chịu tán gia bại sản vì các chiêu trò dụ khỉ đầu tư hết sức hấp dẫn của các công ty đa cấp. Các bà các chị ngây thơ, hăng hái mang tiền bạc để dành, đem cúng dường hoặc thậm chí hiến cả thân xác vì nghe lời đường mật kiểu nói ngọt lọt đến xương của các thầy bà, sư hổ mang bất lương. Ngay trong cuộc sống thường nhật, thú thật là ngày nay tôi không còn dám tấp xe vào đại một quán cốc lề đường để uống một ly nước mía hay cà phê đá giữa lúc trời nắng gắt, hay ghé vào một quán ăn hú họa để dùng bữa trưa. Ai mà biết được người ta sẽ dọn lên cho bạn thứ gì và có ngang nhiên cắt đứt hầu bao vốn đã còm cõi của mình không? Thỉnh thoảng đọc báo, tôi nghe nói đến việc thế hệ trẻ ngày nay mắc nhiều thứ bệnh tật mà trước kia chỉ dành riêng cho người cao tuổi, ngay cả chứng đột tử, đột quỵ. Thực sự cho vàng, tôi cũng không dám bước vào những nhà hàng buffet giá rẻ để thử cái cảm giác giỡn mặt tử thần. Có quá nhiều vấn đề về thực phẩm bẩn và thực phẩm giả mạo. Những câu chuyện về nước mía nhưng không hẳn là nước mía. Cà phê thì là bột nghiền vỏ câu khô rang khét trộn với hàng tá thứ hương liệu là hóa chất tổng hợp nào đó có trời biết. Đủ thứ thực phẩm ôi thiêu, giả mạo, dầu ăn phế thải, vân vân, thực sự không sao kể hết. Ngày nay con người chỉ cần biết đến tiền mà bất chấp việc tổn hại đến sinh mạng của người khác. Tôi không hiểu chuyện gì đã và đang xảy đến trong xã hội loài người của chúng ta. Con người ngày càng hung hăng, ích kỷ và vô cảm đến lạnh lùng, đáng sợ. Chạy xe ngoài đường, chỉ một va quệt nhỏ cũng có thể gây sự ấu đả, có khi dẫn đến án mạng. Khi chạy xe trên cao tốc, tôi luôn luôn lùi xa, giữ khoảng cách với xe trước, mà vẫn muốn nổi điên vì tiếng còi thúc giục của mấy hung thần xe khách chạy đằng sau. Thật sự không thể nói trước bạn có bị xui xẻo trở thành nạn nhân của những con thú đang cầm lái hay không nữa. Không ai phạm tội mà thoát được, nhưng cũng chẳng ai cố gắng điềm tĩnh giữ mình. Khi ra tay vào còng mới nói lời hối hận muộn màng, mà có trời mới biết lời hối hận đó có phải do thực tâm không nữa. Vì lúc này tai nạn đã xảy ra, có người đã mất mạng, có người đang bị bản năng khống chế để lùi về cách sống của loài động vật hoang dã. Tại sao con người càng ngày càng trở nên nguy hiểm với nhau đến thế? Thói kèn cửa, ích kỷ và tự tôn ngu ngốc dẫn đến điều sằng bậy. Mà nếu là vậy thì chẳng lẽ con người không thể sống được với nhau? Hay là cứ chấp nhận tình trạng bằng mặt mà chẳng bằng lòng, khùng sống móng chết, cứ như một bầy giả thú? Hay là cứ hãy tự rèn luyện bản lĩnh để biết tự vệ hoặc tấn công, để có đủ khả năng dằn mặt kẻ thù không dám động tới mình. Nói ra cứ như là siêu anh hùng trong phim hành động trừ gian diệt bạo. Mà nếu là như thế thì đích thị xã hội đã loạn lạc lắm rồi. Con người thời hiện đại tự hào là mình biết hết mọi thứ, mà nếu có cái gì chưa biết thì cũng dễ thôi, cứ Google là ra hết. Mà nay lại còn nhiều công cụ khác thông minh và nhanh hơn nữa để tra cứu thế giới, ví dụ như là ChatGPT chẳng hạn. Nhưng biết là một chuyện, còn có làm được hay không thì lại là một chuyện khác. Chính vì xã hội ngày càng nhốn nháo, nó phát triển theo cái cách quá nhanh,
quá nguy hiểm, nên chúng ta đâm ra e dè sợ sệt và bỗng thấy cảnh giác với chính môi trường sống của mình. Cái cảnh mọi người cắm mặt vào thiết bị di động mọi lúc, mọi nơi đã không còn xa lạ. Con người thời hiện đại này có quá nhiều bạn trên không gian ảo, nhưng thực chất khi cần thì lại chẳng có một ai. Và thế giới càng văn minh thì con người càng bản năng và cô đơn hơn trước bội phận. Nhưng cũng chính thứ cảm giác cô đơn giả tạo ấy đã đánh lừa con người, khiến họ cứ tưởng mình đang đạt tới cảnh giới độc lai độc vãng với thế gian. Và họ cứ tưởng mình biết tuốt. Cái thứ ảo tưởng nguy hại đó biến con người hiện đại trở nên vô cùng ích kỷ và cũng rất lạnh lùng. Trong thời đại 4.0 này, dường như người ta không hiểu hay không chịu hiểu rằng mình đang gần như phơi trần và luôn để lại dấu vết trước sự tiến bộ của công nghệ. Để rồi, con người ngày càng ngang nhiên phạm tội một cách vô thức, bản năng, mà không biết mình sẽ không thể lẩn tránh và trốn thoát khi chạm đến lằn ranh đỏ. Xưa nay con người, với trí khôn của mình, vẫn tự xưng là chúa tể, thống trị muôn loài. Nhưng thế vẫn chưa đủ, con người còn muốn thống trị, nô dịch hoặc lợi dụng lẫn nhau để sinh tồn cho thỏa cái lòng tham vô tận. Thật ra đây là chuyện không mới. Lịch sử hàng ngàn năm đã chứng kiến nhân loại trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh xâm lược, bành trướng với tham vọng mở rộng bờ cõi, thay đổi ranh giới biên cương. Trong xã hội thì phân hóa giai cấp, kẻ mạnh ức hiếp người yếu thế. Con người như một bầy dã thú hung hãn, cấu xé, cướp bóc lẫn nhau theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thế giới càng văn minh thì con người càng khéo che đậy hành vi bằng nhiều thứ mỹ từ và đủ loại chiêu bài tinh vi. Con người tự đặt ra luật lệ, rồi cũng tự mình phá vỡ luật lệ với đủ thứ lý do ngụy tạo nếu nó vô tình gây bất lợi vào một lúc nào đó. Khách quan mà nói, vài mươi năm trước, khi thế giới chưa đủ văn minh, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, thì xã hội có vẻ bình yên hơn nhiều. Vì sao? Vì lúc ấy, con người chưa có đủ phương tiện gây án, nên việc phạm tội không dễ dàng và vẫn ở trong một chừng mực hay quy mô nhỏ hẹp. Giống như ví dụ chiến tranh thời cổ đại, mỗi nhát dao chỉ tiêu diệt được một kẻ thù. Còn thời nay, ngồi ở đây, người ta có thể tiêu diệt cả một thành phố nơi kia với vài trăm ngàn người lúc nhúc chỉ bằng một cái bấm nút. Thời xưa, lúc fighting face to face, con người ít ra cũng thấy chùng tay khi vung gươm sát phạt. Còn bây giờ, ở cách xa nhau vài chục, vài trăm cho đến vài ngàn cây số, mắt không nhìn thấy cảnh nhà tan, người mất, thì xạ thủ liệu có rung tay? Khi muốn phạm tội, kẻ thủ ác sẽ nhân danh một cái gì đó để hợp thức hóa và bào chữa cho hành vi của mình. Con người trở thành kẻ cùng hung cực ác mà không dễ nhận diện và cũng khó lòng mang ra xét xử trước công lý. Huống chi thời nay, công lý chỉ còn là một thứ danh từ xa xỉ, đầy mai mỉa. Trở lại với nỗi băn khoăn thường trực của chúng ta, thế giới ngày nay đã thay đổi, mà nhiều người trong chúng ta không thể thích nghi vì nó có bản chất quá khác. Nó khác biệt từ các khái niệm về giá trị đạo đức, cách nhìn nhận các giá trị xã hội, lương tâm, cho đến trong các lĩnh vực văn hóa, giải trí như văn chương, âm nhạc cũng không sao hấp thụ nổi. Vậy bây giờ không còn biết tin ai, chẳng bạn chẳng bè, chẳng người thân. Chẳng lẽ thu mình lại tự cô lập với chính mình? Bạn biết không, tôi cũng đã từng làm thế trong một thời gian khá dài để nghiền ngẫm tình đời đen bạc. Nhưng rồi cho đến một lúc, tôi cũng tự ngộ ra được một điều. Thực sự, cuộc sống không đến nỗi quá nguy hiểm như ta vẫn tưởng, nếu ta hiểu ra một nguyên tắc bất di bất dịch. Đó là
ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nguy hiểm ít khi tự tìm đến, mà ta chỉ phải đối mặt với nó khi tự mình mạo hiểm xông vào mà chẳng được trang bị kỹ năng đối phó. Sống ở đời, cái gì cũng cần bản lĩnh. Ở giữa đám đông hỗn loạn thì cần phải độc lập và tự tin. Mạnh mẽ hơn người thì mới mong có cơ hội tìm thấy đồng minh. Nói đùa cho vui thôi, chứ cũng chẳng thông thái gì đâu. Chỉ là ta có kỹ năng để biết giữ mình hơn. Tôi tập cho mình cách sống riêng, tĩnh tâm trước mọi xô bồ, cám dỗ, nhất là đối với các vấn đề tiền bạc, vật chất. Biết giữ mình qua việc ăn uống an toàn, vệ sinh. Tự nấu ăn có lẽ là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe. Không a dua theo trào lưu đám đông, cũng không quá tin bạn mà mất vợ, mất chồng. Điều này hoàn toàn là sự thật nhé. Tôi chú trọng đến việc rèn luyện kiến thức, trau dồi bản thân về nhiều mặt, nhất là sự kiên định, tập trung. Đọc những tác phẩm văn học mình thích, chỉ nghe nhạc của các thập niên 60, 70, 80 và một số tác phẩm hay sau này. Tôi biết con người thật sự không cần có nhiều bạn, mà chỉ nên có những người bạn tâm giao. Riêng tôi gần như bỏ hẳn Facebook, không xem TikTok và tất cả các loại short video bậy bạ, nhảm nhí hoặc vô thưởng vô phạt. Nói thêm một chút về loại video ngắn này, tuy tôi không bài xích, nhưng tôi thấy nó có tác động xấu đến thói quen tập trung trí não, nên đối với tôi thì nó độc hại và lại còn vô bổ, mất thì giờ. Cuối cùng, đối với tôi, mọi xu hướng trên đời này đều vô nghĩa, vô giá trị. Hãy tự rèn luyện cho mình tính kiên nhẫn, điềm tĩnh trong giao tiếp, ứng xử, sống khiêm tốn, đạo đức và nhân ái. Đối với phụ nữ, hãy giảm bớt thói quen đưa chuyện mà người ta hay bảo là nhiều chuyện đó. Đừng la tôi nha mấy bà. Để không còn phải sợ hãi trước thói giả trá ngụy tạo của người đời, nếu bạn không giao du với phần tử xấu thì bạn đã giảm được đến hơn 50% nguy cơ phải đối mặt với các hiểm họa. Việc giảm bớt mạng xã hội thì bạn cũng tránh được phần lớn nguy cơ bị lừa đảo hoặc xâm phạm quyền riêng tư. Và cuối cùng, trong cuộc đời đầy dẫy sự dối trá này, nếu bạn có một mối quan hệ sâu sắc, có được ai đó quan tâm, hy sinh cho mình, thì thật tình tôi phải chúc mừng cho bạn, vì bạn quá hạnh phúc. Hãy cố giữ gìn nó, vì không phải ai cũng có được người yêu mình. Cũng như tôi đây, người giấu mặt đang vô cùng diễm phúc nè bạn.